Vì sao ăn cá tốt hơn ăn thịt? Để hiểu được điều này thì chúng ta cần biết tới thân nhiệt của con người, động vật và cá. Thân nhiệt của con người rơi vào khoảng 36,3 độ đến 37,1 độ. Thân nhiệt của bò, lợn, gà là vào khoảng 38,5 độ đến 40 độ. Thân nhiệt của chim là 41,5 độ, còn của cá là 15 độ. Mặc dù cá là loài động vật biến nhiệt, nhưng ở trạng thái bình thường, thân nhiệt của cá vẫn thấp hơn thân nhiệt của con người. Loài động vật nào có thân nhiệt cao hơn thân nhiệt của con người thì các chất béo của loài động vật này khi đi vào cơ thể con người chúng sẽ bị đông cứng lại. Chất béo bị đông cứng lại sẽ rất khó bài tiết và làm đông máu. Máu bị đông sẽ tắc lại trong huyết quản khiến việc lưu thông máu trở nên khó khăn. Còn ở bài tiết vì mỡ bị đông cứng cho nên rất khó tiêu hóa, hình thành lên các dạng chất thải cứng gây tình trạng táo bón và túi thừa đại tràng. Còn cá là loài có thân nhiệt thấp cho nên khi mỡ cá tiến vào cơ thể con người sẽ tan ra, không bị đông cứng hay khó bài tiết. Và theo nghiên cứu của bác sĩ Shinya, một bác sĩ chuyên về nội soi đường ruột cho biết, đường ruột và đại tràng của những người ăn thịt lúc nào cũng xấu hơn của người ăn cá. Và tỷ lệ mắc bệnh táo bón, cao huyết áp, tiểu đường của người ăn thịt lúc nào cũng cao hơn người ăn cá. Mà đường ruột xấu, đại tràng xấu và táo bón là nguyên nhân chính của bệnh ung thư.